Người ta thường chơi một ca khúc điệu bí nhậm là em. Tôi biết rằng em phải ra đâu gặp gỡ.
anh về xứ nghệ em học trong quê anh đi xa bồ đô người hát thân thương những dòng sông thu nhỏ anh là ai quên sao nữa không về anh cười của em đỏ cho và đỏ lấy có từ trong máu thịt câu thông về nỗi lòng lam chồng đầy bốn hồn quê tôi biết ta nghe bài ca đâu gặp gỡ người kia xa không đón được đến đây tình vì tôi theo anh về mãi mãi anh cứ mơ hoài anh cứ mơ hoài yêu rằng là em. Xin được chân thành cảm ơn nhà sản xuất Sơn, chúng tôi đã đem đến cho quý vị chúng ta những ca khúc rất là duyên dáng, rất là tình cảm trong những giây phút đêm khuya. Với tôi thì như thế là tối đêm nay trung tâm mà tổ chức sự kiện Lâm Hằng sẽ diễn ra một đội tuyển binh nhạc công đến tất cả các ông bầu đội tuyển đến từ khắp mọi miền tạm hướng của quê hương. Đêm nay sẽ chủ cho quân dân dưới chúng ta một cái cũng là sẵn sàng tráng lì. Và để cho quý vị chúng ta sẽ có thêm một luồng không khí rất mát mẻ trong các buổi tối đêm nay, tôi muốn trân trọng giới thiệu đến quý vị chúng ta là tiếng hát của cô gái Thu Thủy, người sẽ dẫn lối chương trình văn nghệ hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để hân hoan chào đón tiếng hát của nghệ sĩ cô gái Thu Thủy sẽ dẫn tiếp nối chương trình hôm nay. Xin được kính mời chị. Theo cầu của chủ đề như tất cả những vị khách sẽ đến chúc mừng cho hôn lễ cưới của chủ đề cô dâu. Lời ca tiếng hát của Thu Thủy không thể thiếu mắng vắng với quý vị của chúng ta trong buổi đêm nay. Xin là sẵn sàng giới thiệu tiếng hát của cô gái Thu Thủy sẽ là người tiếp nối chương trình hôm nay. Nếu thiếu lời ca tiếng hát của ca sĩ Thu Thủy đêm nay thì đó là một sai lầm rất lớn cho anh em ban nhạc của tôi. Và càng về khuya thì anh em ban nhạc công chúng tôi sẽ rung ra những nốt nhạc cũng rất là ý nghĩa để chúc mừng đến thầy cô dâu. Và theo cầu của chủ tịch cũng như tất cả những vị khách đã nhiệt tình về chúc vui đêm hạnh phúc và cầu chúc bình an cho em trong buổi tối đêm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chúng ta đó là sự hiện diện của cô gái Thu Thủy. Và lúc này như thế là Thu Thủy cũng đang từ từ tiến về sân khấu và vương quốc tình yêu để tung lên những nốt nhạc duyên dáng về chúc cho thầy cô dâu đêm nay. Xin vị xin mời các bạn ạ. Khát hoa là sở hữu tiếng hát của cô gái Thu Thủy, xin kính mời em. Lên hát đi, lên hát đi. Và trong cuộc chờ đợi tiếng hát của chị gái Thu Thủy sẽ đến với quý vị chúng ta. Chắc có lẽ tiết trời mùa này với đông nhưng suốt mấy ngày vừa rồi tiết trời nắng cũng sập lòng cả gai gai. Nên có thể tiếng hát của cô gái Thu Thủy sẽ không đảm bảo lời ca tiếng hát để thể hiện hết tài năng ca hát của mình trong chương trình này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hướng về sân khấu, hướng về trường quay và đặc biệt là hướng về anh em nhạc công chúng này. Quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ một tiếng hát cùng sân hay đấng tân sản đốc cùng xung đồng âm thanh sắc lưới đó là anh con đến cũng đến từ mảnh đất quê hương xuyên về chúng ta hôm nay sẽ ra mắt với chủ đề cô dâu tất cả quý vị chúng ta có mặt trong hội nghị thiết kỳ xanh đẹp lai đại để hân hoan chào đón nghệ sĩ tài danh được xem là tân sản đốc âm thanh sắc lưới hôm nay anh tiến cùng sẽ trở về đây để tung lên những bản tình ca xuyên sáng để chúc mừng cho em trong buổi tối đêm nay. Xin chào quý vị cùng thưởng thức. Vâng, hát lên cho sản dược quê ta, hát lên cho bạn nở hoa sắc màu, hát lên cho tình trước cửa sau sẽ được may mắn bên nhau chờ đợi. Và khi nghe đến chương trình đặc biệt mừng ngày khóc của sản dược quê ta trong đêm nay, quý vị chúng ta nghe qua ca khúc câu đời câu chờ.
đời anh nhớ mà. Ngày ấy con đã đưa tiền một người như anh sang sông, người ơi sao mà sầu cầu thương cầu đời cầu trời. Nay anh trở về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
dành cho chúng ta bên đây. Để tiếp nối chương trình thì em xin được gửi tới bài điều anh biết ạ. Mà anh Mô biết. Này. Lòng vì
Kim đen một côi đi em ơi. Về ngủ ma lên mà thấy mấy đứa hát tiếp rồi. Đây là giàu rồi. Yeah.
ý kiến lại một chút nữa. Này tớ bạn chỉ biết là yêu trên máy đó có người điều cãi rồi, tao điều cãi rồi. Cảm ơn anh. Thì ở đây ngồi gì đây? Thì ơi. Hả? Hả? Cái bà. Anh có. Ba vừa thôi. Hả bà làm đây. Ơi. Bóng nó đừng chụp nữa. Đẹp thế. Thật á, cái chụp những cái ô đây chụp nào. Chụp đi, chụp đi. Alo. Alo, alo, hai. Alo, alo, alo. Một hai, một hai. Alo, 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 một hai. Alo, một hai.
Thank you.